Vâng, xin chào cả nhà. Hôm nay chúng ta sẽ tập những bài bụng với tạ nha. Bụng với tạ cho hiệu quả cả nhà. Vì vậy, tất cả những chị em nào mà muốn giảm mỡ bụng, muốn phần rãnh bụng, muốn xóa múi, bơi hết vào bài tập ngày hôm nay. Chuẩn bị nào? Yes! Hôm nay chúng ta sẽ tập bụng với tạ nha cả nhà. Bụng với tạ nó sẽ đốt calo nhiều hơn, có kháng lực bụng sẽ ăn nhiều hơn. Chưa kể là chúng ta tập bụng tạ như này, đôi khi nó còn giúp chúng ta tập luôn phần chân trên nữa. Bài này chúng ta tập cong bụng chữ C này, gập cong bụng chữ C này, tay bổ xuống này, lưng vẫn ép chắc vào mặt sàn nhá, lưng dưới phần trước cụt chúng ta vẫn ép chắc vào mặt sàn phần cuối. Rồi chúng ta làm lần nữa đó. Đó. Chúng ta thở lên, chúng ta thở ra. Ở bài bụng này thì chúng ta cứ x2, x3 video lên. X2 video lên là đã là ăn rồi. Và thường thì những bài bụng này chúng ta tập là phụ nha cả nhà. Tập sau những bài tập chính về cơ hay là về cardio thì chúng ta mới tập bài bụng này. Chứ chúng ta không dành một ngày chơi bụng đâu. Ok. Người chúng ta dướn lên, đấm tạ chéo ra và thở này, thở này tiếp, đấm chéo, đúng rồi, như kiểu dướn ấy, ai kéo cái tạ của chúng ta về phía trước ạ, rất mỏi đấy cả nhà ơi. Cái cuối rồi, chúng ta đợi làm một hiệp nữa nha. Đâm chéo ra, thôi lắm, dấn người cong chữ C. Thở, đúng rồi. Tiếp nào, à. Thở ra. Thiên đế, thiên nga nha cả nhà ơi, thiên nga đen, thiên nga trắng.
thắng nha. Vì vậy chúng ta hãy tập ngay những bài vụng này. Chiến thôi nào.